Miss Teen Award bị mèo cắn không thương tiếc đầy xót xa. Tân Miss Teen International vừa thoát khỏi ông trùm đã lấy lại hào quang. Đã tròn 2 tháng kể từ khi mỹ nhân gốc Brazil Isabella Menin được Thùy Tiên trao chiếc vương miện cao quý của đấu trường Miss Teen International 2022. Theo đó, sau thời gian hoạt động tại Thái Lan, nàng hậu sinh năm 1996 cũng đã chính thức khăn gói trở về nước. Đáng chú ý, vừa về đến Brazil, Isabella đã lên đồ chặt chém và có ngay bộ ảnh cực thần thái khiến fan suýt xoa. Mới đây, tân Miss Teen International đã gửi đến người hâm mộ bộ ảnh mới nhất sau khi trở về quê nhà. Trong bộ ảnh lần này, cô diện thiết kế ôm body với điểm nhấn là phần khoét vai trần và họa tiết lông vũ ở cổ. Theo đó, Isabella cũng đội trên đầu chiếc vương miện danh giá của cuộc thi Miss Teen International và khoe khả năng pose dáng tốt. Có thể thấy, sau hơn 2 tháng đăng quang, người đẹp gốc Brazil ngày càng hoàn thiện về cả nhan sắc lẫn thần thái. Sau khi quay trở về Brazil, Isabella dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống cá nhân sau khi có quá trình hoạt động chăm chỉ tại Thái Lan. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng vừa khoe những hình ảnh đón Giáng sinh ấm áp tại quê nhà. Theo đó, cô vẫn luôn giữ được sự chỉnh chu trong những hình ảnh đăng tải. Trước đó, ra tiễn tân Miss Teen International tại sân bay có Chủ tịch Miss Teen International Miss Teen Award và Á hậu nam người Campuchia Votay. Trong ngày về nước, người đẹp sinh năm 1996 cũng chỉ diện trang phục thể thao đơn giản với sweater và quần thun đủ để giữ ấm cho cơ thể trong hành trình bay dài. Isabella cũng thể hiện sự quyến luyến và muốn hoạt động tại Thái Lan lâu hơn để đáp lại tình cảm nồng nhiệt của đông đảo fan xứ sở chùa vàng. Những ngày còn hoạt động tại Thái Lan, người đẹp gốc Brazil cũng vấp phải những ý kiến trái chiều khi liên tục cầm mic ca hát và nhảy quyến rũ trên sân khấu. Theo Isabella chia sẻ, đây là ước mơ ngay từ khi còn bé và cô rất hạnh phúc khi tổ chức Miss Teen International tạo cơ hội cho mình thực hiện điều này. Tuy nhiên, với đa phần fan sắc đẹp, việc ca hát và nhảy múa có phần chưa phù hợp với danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp quốc tế mà cô vừa đạt được. Bên cạnh các con cưng thì ông Nawaz Issacharisil, chủ tịch cuộc thi Miss Teen International, cũng là nhân vật được các fan sắc đẹp quan tâm. Mới đây trên sóng livestream trò chuyện với khán giả, Miss Teen Award đã bị mèo cưng cắn yêu và biểu cảm của ông cũng khiến mọi người thích thú. Miss Teen Award trở thành cái tên quen thuộc với khán giả Việt Nam sau khi ông trao vương miện cho người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào năm 2021. Từ thời điểm đó, ông còn được khán giả Việt gọi với cái tên thân mật là Dì Na. Những hình ảnh của Nawaz cùng Thùy Tiên luôn được fan sắc đẹp cập nhật trên các diễn đàn. Giữa tháng 7, hình ảnh Nawaz sang Việt Nam và được Thùy Tiên chở trên đường bằng xe gắn máy xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Việc để Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giúp cái tên Nawaz trở thành idol của nhiều người Việt. Trước khi trở thành nhân vật chiếm sóng trên mạng xã hội Việt những ngày gần đây, cái tên Nawaz nổi đình đám tại làng giải trí Thái Lan, thậm chí có thể gọi ông là người đàn ông thao túng giới hoa hậu tại xứ chùa vàng. Chỉ trong vòng 10 năm, ông xây dựng và đẩy mạnh thành công thương hiệu Miss Teen International, thậm chí cùng Miss Intercontinental có tuổi đời 50 năm. Miss Earth ra đời từ 21 năm trước để cạnh tranh vị trí top 4 cuộc thi lớn nhất thế giới, chỉ sau Miss World, Miss Universe và Miss International, theo danh sách Miss Grand Slam của chuyên trang Global Beauty. Tuy nhiên, thời gian này, ông Nawaz bị cho là có phát ngôn không phù hợp với tư cách là chủ tịch cuộc thi Miss Teen International về những lùm xùm xung quanh cuộc thi. Miss Teen International 2022 khép lại trong nhiều lùm xùm, từ việc cuộc thi bị fan sắc đẹp Việt Nam tẩy chay, Enfa giành giải Á hậu 1 thiếu thuyết phục, Á hậu 5 người Mauritius từ bỏ danh hiệu, đến người đẹp Nam Phi tố bị ban tổ chức bào mòn sức khỏe, hay như chính ông Nawaz cũng bị phản ứng khi miệt thị ngoại hình Thiên Ân công kích Miss Universe.